Và chắc chắn là nếu mà có ai học Facebook thì em sẽ giới thiệu. Và em mới đầu thì em đi học khóa cơ bản về để chạy, nhưng mà thấy nó cơ bản quá, nó không đáp ứng được. Với cả Facebook là nó update thường xuyên ấy. Những cái mà mình vừa học xong thì nó update mới rồi thì không áp dụng được. Thì sau khi chạy không hiệu quả thì em quyết định là phải đi học. Em theo dõi anh lâu rồi thì em quyết định lựa chọn anh để học thôi. Và rất là nhanh đúng không? Rất là nhanh, chốt rất là nhanh. Bởi vì em theo dõi lâu rồi nên em hiểu cách anh dạy ấy. Được á, hay á. À, em thấy là những kiến thức mà anh chia sẻ nó thực chiến hơn, nó ít ít hết bằng những kinh nghiệm của anh. Và trong quá trình học thì em cũng không thấy lý thuyết nhiều lắm, chủ yếu là cái tư duy làm quảng cáo để làm sao mà mình biết cách làm đúng, mình không bị lãng phí ngân sách. Nhưng em cảm ơn anh đã hỗ trợ em trong suốt khóa học, những cái gì mà anh đã chia sẻ rất là chân thật. Và chắc chắn là em sẽ học anh Google tiếp theo, khóa tiếp theo. Ok, anh cũng sẽ đợi Huân vào khóa sắp tới.